Đời nhà Minh. Ở tỉnh Quảng Đông, làng Huỳnh Cang, có một danh sĩ tên là Lương Cầu. Cha mẹ mất sớm, gia từ chỉ có 2 khoảnh đất đủ tự cung cấp. Ngày đêm, ông chuyên đọc kinh sử và dạy học, kiếm được bao nhiêu tiền thì mua chim cá phóng sanh. Cư xử đúng câu châm ngôn của ông là hành thiện chỉ ác, giới sát cấm dâm, mà ông viết trên giấy và dán bên chỗ ngồi. Có người bảo ông theo đạo Phật, ông cãi nói: đạo Nho cũng giới sát và cấm dâm như đạo Phật vậy. Xưa vua Thang đi săn, mở lưới một mặt cho cầm thú, vua Văn Vương vét ao thả cá và lập vườn nuôi chim. Đức Khổng Tử chỉ câu làm vui chứ không thèm móc lưỡi. Còn thầy Mạnh cấm chài lưới, chẳng qua bắt cá trong hồ ao. Đó là về giới sát, còn về cấm dâm thì sách Nho há không nói: vạn ác dĩ dâm vi thủ, lên án tội dâm tức là cấm đó. Có người lại hỏi vặn: không gần đàn bà thì không con nối hậu, nhà Nho không sợ bất hiếu sao? Lưng Cầu đáp: xưa Sào Phủ, Bá Di, Thúc Tề, Hứa Do đều vô hậu cả, nhưng đến nay thiên hạ còn khen hoặc xưng tỷ thế cao nhân, hoặc xưng thanh phong thiên cổ. Còn vua Nghiêu, vua Thuấn có con mà là những con ngỗ nghịch thì thử hỏi chỗ nào hiếu, chỗ nào không hiếu. Đến đời Khang Hy năm thứ 9, tháng 6 đêm mồng 8, ông Chiêm Bao thấy quỷ sứ đánh bắt. Ông nói: tôi không sợ chết và cũng chẳng tiếc thân, nhưng sách có nói nhân từ giả thọ, người có lòng nhân từ thì sống lâu. Tôi là người dứt ác làm lành, không sát sanh mà còn lại phóng sanh, cớ sao tuổi tôi mới 41 mà phải chết? Vậy xin viện hai ngài về tấu với Diêm Vương coi ngài định lẽ nào. Hai quỷ sứ nghe lời ra về, rồi cách vài bữa sau trở lại cho Lương Cầu nằm mộng và đáp rằng: Diêm Vương phán thế gian chỉ biết lẽ thiện ác quả báo trong một đời hiện tại mà thôi, chớ biết lẽ thiện ác quả báo trong 3 đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì chỗ đó nên Phật có dạy: muốn biết kiếp trước tạo nhân thế nào thì xem quả báo đời này, còn muốn biết quả báo kiếp sau thế nào thì xem những nhân tạo ở đời này. Lương Cầu kiếp trước không có làm lành, chỉ tạo những tội sát sanh, nên kiếp này chỉ hưởng thọ chừng đó thôi. Lương Cầu nghe mấy lời bèn theo quỷ sứ đi. Trong chốc lát thấy đường gai gốc chỗ cao chỗ thấp, thật nguy hiểm gập ghềnh. Ông hỏi quỷ sứ có đường nào khác dễ đi không. Quỷ sứ đáp: chỉ có một đường dễ đi mà lại gần, tên là Báo Oan Cảnh. Nhưng người có tội đến đó sẽ bị cầm thú làm trở ngại và rách nhiễu, e không tiện. Nghĩ mình vô tội, Lương Cầu xin dẫn đi đường ấy. Quả thật khi đến nơi, cầm thú trông thấy Lương Cầu thì lật đật nhường đường tránh. Con thì ngoắt đuôi, con thì chấp cánh, tỏ vẻ hoan nghênh. Còn những ai phạm giới sắc sanh, thời bị chúng lấy sừng mà chém, lấy chân mà đạp, hay mổ mắt, xé da rứt thịt. Qua khỏi nơi đấy là một cái chợ, kẻ bán người mua nhộn nhịp như cảnh thế gian. Quỷ sứ dẫn ông vào quán và mời ông ăn gỏi uống rượu. Ông từ chối, nói không quen uống rượu. Quỷ sứ khen ông là bậc thiện sĩ. Ra khỏi chợ là trời vừa tối, chợt thấy một tòa cổ miếu rất tôn nghiêm, bông hoa rực rỡ, thật là thắng cảnh. Trước cửa có treo một bảng vàng khắc mấy chữ: Sắc Phong Long Mẫu Miếu. Quỷ sứ dắt Lương Cầu vào đó nghỉ. Đến độ nửa đêm, ông thấy một nàng ngọc nữ, tay trái xách một lồng đèn ngọn sáng ngũ sắc, tay phải cầm một cái kim bài đề 2 chữ thỉnh nhập. Ngọc nữ cất tiếng truyền: lệnh Thánh Mẫu mời thiện sĩ vào hậu viện dạy việc. Lương Cầu phân lời đi theo. Vào đến sau thì thấy một vị Thánh Mẫu cho phép ngồi và hỏi: bình nhật, thiện sĩ ở trên dương thế học đạo nào và tập nghề gì? Lương Cầu thưa: tôi học đạo Nho và dạy học trò, làm điều lành lánh điều dữ và giới sát cấm dâm, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Long Mẫu khen: nhưng hỏi tại sao đã giữ giới được như thế mà không quy đầu về Phật Pháp?
Lương cầu xin cho biết lợi ích của Phật Pháp. Long Mẫu đáp: Đạo Phật là một đạo tối tôn vô thượng, kẻ nào không biết quy về Phật Pháp, ví chẳng khác con voi lội xuống bùn, càng lội xuống càng sâu. Còn người nào biết theo về với Phật thì chẳng khác gì mặt trời mọc trên biển, càng cao càng sáng, chẳng những khỏi đọa vào nghiệp tam đồ mà còn thoát khỏi miền tam giới. Lương cầu bèn than: Này Diêm Vương đã tróc mạng tôi xuống đây, làm sao trở về dương thế mà tu hành cho được? Long Mẫu dạy: Như người có lòng quy đầu về Phật Pháp thì đứng giữa đây chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho kiên cố, rồi đến điện Diêm Vương phải trần tình thiệt tấu, thì chắc Ngài hoan hỷ mà cho người cải tử hoàn sanh. Lương cầu nghe lời, bèn đứng dậy chắp tay niệm Phật. Long Mẫu khen và lấy chén vàng rót nước trong bình lưu ly, sai tỳ tỳ cho Lương cầu uống. Bà lại khuyên: Người uống chén nước đó thì tâm thần khỏe khoắn, trí tuệ mở mang, còi đầu nhớ đó thiệt nên lợi ích. Lương cầu tiếp chén nước uống vào, quả nhiên tinh thần sảng khoái, quên đói quên mệt. Khi ấy trước viện đã rạng sáng, quỷ sứ vào dục đi. Ông đứng dậy tự tạ Long Mẫu rồi theo chân quỷ sứ. Đi một hồi lâu, thấy một tòa thành quách nguy nga, lâu đài quảng diệm. Quỷ sứ dắt ông vào thì đây là điện vua Diêm Vương. Hai bên tội nhân chật ních, kẻ công người xiềng, ra dáng khổ cực không kể xiết. Bỗng đâu ông nghe có tiếng dậy dẫn ông đến trước điện Diêm Vương, bảo tra sổ bộ thì phán quan thưa: Lương cầu được 41 tuổi, trong bộ ác thì chỉ có hai việc nhỏ nhất, còn trong bộ thiện thì đủ 10 điều lành. Vua khen: Như thế thì thật là người thiện nhân, đáng sanh về thiên giới. Và dẫn chàng đến tạm trú nhà thiên đường, đợi trên đao lợi sai tiên đồng ngọc nữ xuống trước. Lương cầu nghe phán quỳ xuống tâu rằng: Nay tôi chưa được 41 tuổi thì tôi cũng được an mạng, nhưng tôi còn một đại nguyện chưa xong. Xin đại phương mở lượng từ bi cho tôi cải tử hoàn sanh, đặng về dương gian làm cho mãn nguyện, rồi tôi sẽ xuống. Vừa hỏi chuyện chi, Lương cầu đáp: Nguyện quy đầu Phật Pháp. Vua cười: Người ở dương thế 41 năm sao không tu, để nay xuống âm ti rồi lại xin trở về. Lương cầu đem sự thật trình bày là lúc ở thế chỉ học đạo nho mà chư hiền đều công kích đạo Phật, chỉ mới đây nhờ Long Mẫu dạy bảo mới hiểu Phật Pháp là con đường duy nhất nên theo. Vua phán: Thế thì phúc đức nhà ngươi lớn lắm, ngươi đã phát nguyện quy đầu Phật Pháp thì chư Phật và Bồ Tát đều hoan hỷ, ta đây cũng hoan hỷ luôn, tặng thọ cho ngươi một giáp nữa, đặng về dương gian mà tu học. Lương cầu tạ vua rồi theo phán quan vào khắp các tư hình, lật án này dở bộ nọ, xem đâu nhớ đó, không quên một chữ, không sót một câu. Xong xuôi, phán quan giao ông cho quỷ sứ dắt về dương gian. Hồn nhập vào xác, Lương cầu ngồi dậy, tinh thần khỏe khoắn, dường như chim bao mới tỉnh. Cách vài bữa sau, ông sắm đủ trầm trà và hoa quả, bèn thiết một đàn tràng giữa nhà mà tạ ơn bà Long Mẫu, rồi cạo đầu nhuộm áo, bỏ nhà vào núi ẩn tu. Sau ông thành một vị cao tăng, sống thêm được 52 năm nữa, ở tù tại tỉnh Quảng Đông. Do việc của ông mà trong làng Huỳnh Cang, nguyên quán của ông có câu tương truyền: bỏ nho theo Phật. Thuở xưa, ở một làng cách xa đô thị, có một anh chàng rất nghèo, tên là Ngốc. Danh từ Ngốc ấy xét ra cũng có phần phù hợp với tính nết của anh, nhưng có lẽ vì anh quá nghèo. Khi đi vay hỏi, người trong làng thường khinh mắng xua đuổi, mà anh vẫn lặng thinh như thằng ngốc. Nên do đó thành danh, chứ cha mẹ ai nỡ đặt tên cho con cái tên xui xẻo như thế bao giờ. Tuy trong làng xóm cho đến người thân thuộc đều chán sợ khi thấy dạng anh lù lù đến nhà, song vì anh này nỉ văn xin lắm lời, cũng có kẻ động lòng thương cho mượn. Nhưng một khi mượn thì quyết không trả nổi, cho nên anh mắc công nợ khắp đó đi. Vì thế
anh lại được thêm một tên nữa, đó là ông tổ nợ. Một ngày nọ, các chủ nợ đến đòi hỏi ráo riết quá, người thì thét mắng, kẻ lại nhảy bổ lại, xé rách cả quần áo, song anh vẫn ngồi ì ra đó mà chịu, không nói năng được nửa lời. Đêm ấy, anh nằm gác tay lên trán, hết thương thân tủi phận, lại chán cảnh sợ đời. Thôi, 36 chức gì là hơn? Suy tới nghĩ lui, liệu ở nán lại chắc không tiện. Anh liền thu xếp quần áo và chút ít lương thực rồi vội vã trốn đi trong lúc trời chưa rạng sáng. Ngày đi đêm nghỉ, lần đận vượt qua miền gió cát. Ba hôm sau, anh đến một vùng nước non thanh tú và nhất định ở đấy suốt đời. Nơi đây, anh thấy an nhàn vui vẻ, đói ăn trái rừng, khát uống nước suối, riêng tiêu dao trong khoảng trời mây, cây cỏ, cuộc đời kể cũng đã thần tiên lắm. Có những buổi chiều, khói mù giăng ngang sườn núi, chim hồn xao xác về rừng, anh ngồi thẫn thờ như ôn lại quãng đời dĩ vãng. Có những đêm trăng khuya bàng bạc, gió lá rì rào, anh thức giấc lặng nhìn mấy dãy non xa in bóng qua nền trời mờ xám, như những búp măng non mà thấy mình như vượt khỏi trần ai, tâm trí vô cùng thanh thoát. Phong cảnh nơi đây thật là đẹp, xa xa dòng suối róc rách trong khe như tiếng cười chào hỏi. Và đây, trăm thứ hoa đua nở khoe tươi như ân cần đón rước. Tất cả ngần ấy làm cho anh thỏa thích, xóa tan bao nỗi nhục trong thời gian qua. Nhưng một buổi sáng, cảm thấy trong lòng phiền muộn, chàng ngốc thơ thẩn dạo chơi. Cảnh thiên nhiên tươi đẹp như dẫn dắt người, anh vui chân bước mãi, bất ngờ đi đến một động đá. Trông vào đấy, ngốc thấy một vật gì đen dài, điểm sáng, phản chiếu dưới ánh nắng trời mai. Anh lại gần nhìn xem, thì là một cái tráp bằng gỗ có khảm bạc. Tánh tộc mạch hiếu kỳ xui cho ngốc lại hoài tìm cách mở. Một hồi lâu sau khi mở được cái tráp ra, anh bỗng hoa mắt sửng sốt vì trong ấy chứa đầy những vòng vàng châu ngọc quý giá. Anh mừng mê cầm hết viên ngọc này đến nắm sau chuỗi khác, say sưa nhìn ngắm, lần lượt xem hết từng món sau cùng. Ngốc thấy dưới đáy tráp có cái gì tròn đẹp, chung quanh khảm vàng, khoảng giữa long lanh chói sáng. Đấy là một chiếc gương soi. Nhưng vốn là kẻ tối tăm quê dốt, ngốc vẫn ngờ ngợt không hiểu biết. Cầm chiếc gương lên xem, anh thấy trong ấy có người râu tóc rậm đen, gương mặt xấu xa, ra dáng hung dữ lắm. Không biết người trong gương chính là bóng của mình, ngốc bỗng sinh ra luống cuống sợ hãi, tưởng vị hung thần nào, vội chắp tay lắp bắp nói: "Tôi tưởng chỉ riêng một mình tôi, không ngờ lại có ngài ở đây coi giữ những của báu này. Tôi thật tình không dám tham lấy, xin ngài đừng nổi giận bắt tôi tội nghiệp." Nói xong, tưởng như mình đã phạm một lỗi nặng đối với thần, không kịp thu xếp đồ đạc, anh chàng ta vụt đứng dậy, chạy bán sống bán chết, không dám quay đầu trở lại. Câu chuyện Đức Phật vào xem một gánh hát xiếc. Bên Ấn Độ, về thời xưa cũng như hiện nay, thường có những buổi họp chợ, những cuộc lễ tôn giáo và những trò xiếc ngoài trời. Đó là những dịp cho đàn ông, đàn bà và con trẻ chạy chuốc trong những bộ cánh đẹp nhất, hội nhau để dự vào các cuộc lễ tôn giáo, hoặc để mua vui và tiêu khiển với những trò biểu diễn về sức mạnh và sự lanh lẹ. Đó cũng là những dịp để tô điểm đôi chút cuộc đời phẳng lì của họ, vừa hiến cho họ cơ hội gặp gỡ bạn bè, trao đổi tư tưởng và sống những giờ vui vẻ ngoài trời. Thành Vương Xá, Raja Gaha tưng bừng nhộn nhịp, một cánh xiếc dạo đã đến đây với một đoàn người nhào đu danh tiếng. Dân chúng tụ họp cả ngàn để xem những trò biểu diễn lạnh xương sống của các nghệ sĩ ấy. Trong đám khán giả, có một thanh niên giàu có tên là Ugasena. Cũng như mọi người,
Chàng đứng xem mê các trò của gánh xiếc và nhìn mãi không chán những thân hình cân xứng, đẹp đẽ của các nghệ sĩ. Nhưng điều làm cho chàng để ý nhất là cuộc biểu diễn của một thiếu nữ mà vẻ thùy mị và dịu dàng đã làm cho chàng siêu lòng. Chàng tự bảo, thôi rồi, giờ phút này phải chăng tôi đã trở thành một con nai luôn luôn bị những ước vọng theo đuổi như một đoàn chó săn hung tợn. Ước vọng đó không những theo đuổi chàng mà còn bồng bột hơn trăm lần trong khi chàng uể oải lần bước trên con đường về nhà. Thế rồi, cái nhà êm ấm của chàng không còn êm ấm nữa. Cái giường mà bấy lâu chàng nằm xuống là ngủ thẳng một giấc, không còn duyên dáng và êm thấm nữa. Trước cử chỉ thay đổi bất thình lình của chàng, cha mẹ chàng đâm ra hoảng hốt. Lần lần, nỗi lòng thầm kín của chàng được tiết lộ. Cha mẹ chàng tìm đủ phương kế làm cho chàng đổi sầu ra vui, nhưng vô hiệu quả. Rốt cuộc, chàng cưới cô đào hát và theo gánh xiếc trôi nổi giang hồ. Về sau, vợ chồng ăn ở với nhau được một mụn con. Lần hồi, sự kháng khích buổi đầu giảm bớt. Thấy chồng không làm được gì cả, bà vợ không ngớt trách móc và ngạo báng. Không thể chịu nổi nữa những tiếng bất tiếng chì và tình phai nhạt của vợ. Về sau, chàng tập nghề nhào đu và trở nên một nghệ sĩ trứ danh. Chàng bèn tự tay lập một gánh xiếc dạo và đi từ thành này đến thành khác diễn trò. Một hôm, có tin đồn chàng Ugasena và đoàn xiếc của chàng sẽ đến biểu diễn tại thành Vương Xá. Lúc ấy, Phật đang trú tại tịnh xá Vihivana. Trong thành này, như thường lệ, Ngài nhập định và phóng quang soi khắp tam thiên thế giới. Ngài chiếu thấy căn cơ của Ugasena là bậc có thể lãnh thọ giáo pháp của Ngài hiệu quả. Thế rồi, sáng hôm ấy, Đức Phật cùng hàng đệ tử sắp hàng vào thành khất thực. Dọc đường, thấy công chúng đang nhóm nhau xem gánh xiếc của Ugasena biểu diễn. Ngài bèn dừng lại, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào Ngài, quên xem hát. Ugasena rất ngạc nhiên và phẫn uất. Chàng tưởng cho tài nghệ đã đến lúc xế chiều vì chàng đang diễn cái trò hay nhất của chàng. Nhận thấy những ý niệm đang quay quần trong đầu óc chàng, Đức Phật bèn đọc một bài kệ. Hãy xả những việc sẽ đến, hãy xả những việc đã qua, hãy xả những việc trong hiện thời, hãy bước sang bờ bên kia. Nếu lòng ngươi được giải thoát mọi nỗi ràng buộc, ngươi không còn trôi dạt trong dòng sanh tử nữa. Nghe kệ xong, Ugasena ngộ đạo và được Phật cho nhận vào hàng đệ tử. Câu chuyện mượn cớ xin sửa hàng phục ngoại đạo. Tại nước Duy Gia Ly, có một người phạm chí tên là Ma Gia Lợi, nhà rất giàu có mà theo ngoại đạo, hàng ngày công kích Phật giáo. Một ngày kia, Phật muốn làm cho tên Ma Gia Lợi sinh lòng kính ngưỡng mới sai ông A Nan đến nhà ông ấy mà xin sửa. Ma Gia Lợi tự nghĩ rằng, ta với Phật khác hẳn tôn giáo, nếu ta cho sửa thì người ta tưởng rằng ta đã tùng phục, chi bằng ta chỉ con bò cái dữ mà có tính hay hút người cho A Nan vắt lấy sữa để nó hút chết cho nhục đạo chơi. Nghĩ như vậy rồi, Ma Gia Lợi sai con dẫn ông A Nan đến chỗ con bò dữ hay hút người. Khi ông A Nan đến gần con bò cái, ông tự nghĩ rằng, thầy ta đã dặn rằng phàm đã là sa môn không nên dùng tay vắt sữa, nay ở đây không có ai vắt giúp thì ta biết liệu làm sao. Đường lúc ông A Nan ngẫm nghĩ như vậy, bỗng đâu có một vị đế thích hóa làm người phạm chí tuổi trẻ đứng bên con bò cái. Ông A Nan liền nói, xin ông nặng giùm tôi thì tôi cảm ơn. Phạm chí tức thì tiếp lấy cái bình bát lại bên con bò dữ mà nặng lấy sữa. Con bò đứng yên không dám làm gì cả. Ông A Nan được sữa, cảm ơn phạm chí, tạ từ Ma Gia Lợi rồi vui mừng cầm bình sữa đem về dâng Phật. Ma Gia lấy làm lạ nghĩ rằng, bò của ta lâu nay thật là dữ tợn, vì sợ nó hút nên không ai dám lại gần nó cả. Cớ gì mà nay lại hiền lành như vậy? Đây chắc là nhờ đức của mấy môn đệ Phật cảm hóa nó ra thế hẳn.
Đạo đức của môn đệ mà còn như vậy, huống chi là cái đức thần thông của Phật chắc còn rộng lớn biết là nhường nào. Từ đấy về sau, Ma Gia Lợi mới vui mừng tín ngưỡng theo Phật. Khi Phật dùng sữa rồi mới giảng rằng: con bò mà A Nan mới lấy sữa về cho ta đó, nguyên ngày trước là người si mê, chẳng tin Phật Pháp, thường khinh rẻ các sa môn, nên khi chết rồi phải đọa làm thân con bò, trải qua 16 kiếp rồi, nay mới nghe danh hiệu của Phật mà chịu cho người vắt sữa để cúng Phật. Do nhân duyên ấy, rồi nó sẽ thoát khỏi mọi sự khổ báo trong ba đường ác và được làm người tu hành, tinh tiến, trải qua nhiều kiếp, rồi sẽ thành Phật, hiệu là Nhũ Quang Như Lai. Hạnh phúc thay cho chúng ta sống không hận thù giữa những người hận thù. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.